biên cương là phên dầu của Tổ quốc, nơi những người lính biên phòng luôn chắc tay súng bảo vệ sự vẹn toàn của chủ quyền lãnh thổ, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng biên ải xa xôi cách trở, đặc biệt khó khăn. Câu chuyện về người lính biên phòng là câu chuyện dung dị, mộc mạc mà thân thương về anh bộ đội mang quân hàm xanh. Coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc ít người là anh em ruột thịt. Chiến công của các anh ngày hôm qua trên dặm dài 55 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành là trang sử đầy tự hào. Nhiệm vụ của các anh ngày hôm nay là điểm tựa vững vàng cho thế trận biên phòng toàn dân toàn diện. Và như thế, dù là ở tuyến rừng hay tuyến biển, giữa điệp trùng rừng núi xa xanh, bên cồn cát miệt mài trải dài theo chân sóng biếc, những đồn biên phòng trên dải đất hẹp Quảng Bình như những ngôi sao xanh, đêm ngày thao thức vì sự bình yên của quê hương xứ sở. Nhóm phóng viên làm phim ký sự những ngôi sao xanh về bản Trung Sơn, xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đã được ông trưởng bản dẫn đến xem đập nước ở Khe Trị. Đập nước được đầu tư xây dựng từ năm 2003, tích nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân bản. Ngay tại đập nước, một người dân sáng ý còn tự mình mày mò sáng chế một công trình thủy điện mini đủ công suất thắp sáng dăm 3 bóng đèn. Có đập nước nên từ năm 2004, dân bản Trung Sơn bắt đầu tập làm lúa nước. Cũng từ đó, đội vận động quần chúng và tổ công tác địa bàn của đồn biên phòng Làng Mô có thêm nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật, giúp dân nắm vững quy trình canh tác. Đứng giữa cánh đồng vừa hoàn thành việc gieo xạ vụ đông xuân, ông Hồ Văn Phần, trưởng bản Trung Sơn cho biết, cánh đồng này rộng 3,5 hectare, trồng 2 vụ lúa ăn chắc, năng suất 4 tấn mỗi hectare mỗi vụ. Ông Phần nói rằng, nhờ bộ đội biên phòng bắt tay chỉ việc, hướng dẫn kỹ càng từ khâu lập đất, ủ giống, bón phân, điều tiết nước tưới, nên bà con dân bản từng mùa, từng vụ vượt qua dần sự ngỡ ngàng, thụ động, nay đã hoàn toàn làm chủ ruộng đồng. Đi cùng người lính biên phòng về các bản làng trên địa bàn đồn biên phòng Làng Mô quản lý, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay trong cách làm, cách nghĩ của đồng bào Vân Kiều nơi đây. Một mảnh đất dù nhỏ mà trồng được lúa nước, bà con vẫn làm. Ven triển sông, bên chân núi, cây ngô, cây đậu, rồi sắn khoai cứ thế lên xanh. Mùa nào giống ấy, màu xanh cây trái mang đến dự cảm về cuộc sống no đủ hơn của người dân. Trong đoàn công tác của đồn biên phòng Làng Mô hướng dẫn nhóm phóng viên làm phim ký sự thâm nhập thực tế có thiếu tá Cao Xuân Thơ thuộc đội trinh sát. Trong biên chế hiện tại của đồn, thiếu tá Thơ là một trong số những người có thâm niên công tác lâu nhất tại địa bàn xã Trường Sơn. Cùng anh về bản Đá Chát, dân bản nhiều người gọi anh bằng thầy. Thì ra, anh cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Làng Mô đã từng nhiều năm về dạy chữ cho bà con. Quá nhiều học trò, người thầy làm sao nhớ hết. Nhưng học trò dân bản nơi đây thì không bao giờ quên thầy giáo mang quân hàm xanh. Một thời gian khó, việc cống chữ lên vùng cao, triển khai công tác phổ cập tiểu học, xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc, phần lớn được giao cho bộ đội biên phòng đảm nhiệm. Em vẫn nhớ thầy là ở đồn biên phòng của Lăng Mung, mà hồi xưa là dạy xóa mù ở dân tộc Vân Kiều. Hồi xưa thầy đã dạy học trò của thầy là vẫn là cùng hiểu. Anh Tam hiện tại bây giờ thì
cũng là giám sát mặt trăng của thôn bản Đại Trạch. Rồi là bên là nông dân Đại Trạch, cũng là trường, cũng là hồ Thị Tam đấy. Bây giờ đa số các bản ở Trường Sơn đều đã có điểm trường. Việc dạy chữ cho con em đồng bào Vân Kiều đã được chuyển giao cho ngành giáo dục đào tạo. Người lính biên phòng đồn Làng Mô chỉ còn phải hỗ trợ địa phương để công tác xóa mù ở một vài bản xa xôi cách trở nhất, nơi chưa có điểm trường, chỉ có giáo viên cắm bản. Tại bản Đá Chát, chúng tôi về thăm già bản Hồ Tư. Trò chuyện với ông, chúng tôi càng thấu hiểu vì sao dân bản quý mến bộ đội biên phòng đến vậy. Từ những lớp học dưới mái nhà tranh tre nứa lá, bên ánh đèn dầu tù mù, đến sự công phu bền bỉ dìu dắt của những người thầy giáo quân hàm sách đồn biên phòng Làng Mô ngày nào. Bây giờ nhiều người Vân Kiều đã trở thành bác sĩ, thầy giáo, trở thành cán bộ thôn bản. Hồi xưa là nhiều, hồi xưa có 4 năm con. Nhìn mô hình vườn nhà, vườn rừng kết hợp trồng cây ngắn ngày với cây lâm nghiệp, kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi để hiệu quả của già bản Hồ Tư, chúng tôi hiểu rằng người Bru Vân Kiều trên một dải rừng núi điệp trùng phía tây huyện Quảng Ninh đã biết cách làm ăn, biết vượt qua đói nghèo bằng việc khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn có là mênh mang đất đồi đất rừng, là điều kiện thuận lợi của việc mở mang chăn nuôi gia súc. Mọi đổi thay nơi núi non biên giới là thành quả của cả hệ thống chính trị, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc. Trong hành trình làm ký sự về đồn biên phòng Làng Mô, được nghe dân bản nói, được thấy dân bản làm, chúng tôi càng cảm phục hơn về bản lĩnh cách mạng, lòng yêu thương đồng bào của những người lính biên phòng đồn Làng Mô. Chính các anh là những người đi đầu khai sơn phá thạch, khai mở nhận thức cho đồng bào để họ hòa nhập vào tiến trình dựng xây làng bản ấm no hạnh phúc. Rời bản Đá Chát, nhóm làm phim ký sự về bản Chân Trộ, nơi Trung úy Hồ Manh, đội trưởng đội vận động quần chúng, được đồn biên phòng Làng Mô cử về tham gia sinh hoạt với chi bộ bản. Từ khi Hồ Manh về tăng cường cho tổ chức cơ sở đảng ở Chân Trộ, anh đã phát hiện bổn tượng dìu dắt một quần chúng ưu tú là người Bru Vân Kiều đứng vào hàng ngũ của đảng. Hồ Văn Tiện, người đảng viên trẻ về tuổi đảng ấy, giờ đã là một phó bản, một công an viên năng nổ, nhiệt tình. Vậy là từ Rapo, người đảng viên Vân Kiều đầu tiên ở xã Trường Sơn, được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Làng Mô dìu dắt đi theo con đường cách mạng trong thời kỳ đồn mới thành lập, đứng chân tại địa bàn. Cho đến hôm nay, đồn luôn là chỗ dựa vững chắc cho sự phát triển và lớn mạnh không ngừng của đảng bộ, chính quyền xã Trường Sơn. Ở bản Chân Trộ, chúng tôi gặp chị Hồ Thị Hoa, chi hội trưởng chi hội phụ nữ của bản. Cảm nhận của người phụ nữ Bru Vân Kiều này trước sự đổi thay của bản, từ khi có chi bộ, khi có cán bộ biên phòng về tham gia sinh hoạt đảng tại địa bàn, là minh chứng thực tiễn về hiệu quả của đề án tăng cường cán bộ bộ đội biên phòng đảm nhận chức danh phó bí thư đảng ủy phụ trách cơ sở, giới thiệu đảng viên thuộc đảng bộ bộ đội biên phòng về sinh hoạt tại một số chi bộ bản thuộc các xã biên giới phía tây của tỉnh Hòa Bình. Đây có đảng viên có thành lập chi bộ thì theo các cái chủ trương chính sách của đảng, bà con họ cùng vẫn là chấp hành tốt cái chủ trương đường lối của đảng, mà vừa là có cái trưởng bản với phó bản, thêm cả người có uy tín cộng đồng thì cũng bản cũng tuy là đất rừng cũng chưa ổn định, nhưng mà cảm thấy bà con cũng theo đảng nhiều, theo là chủ trương đường lối của đảng cũng rất quan tâm.
ở bản Cổ Tràng, bản Khe Cát của xã Trường Sơn. Đồn biên phòng Làng Mô đang tích cực tham gia vận động bà con dân bản thực hiện đề án bảo tồn nét văn hóa bản sắc của người Bru Vân Kiều. Đề án nằm trong khuôn khổ của chương trình phát triển du lịch bền vững tiểu vùng Mekong, tỉnh Quảng Bình. Thiếu tá Mai Xuân Trường, chính trị viên phó của đồn, Trung úy Hồ Mạnh, đội trưởng đội vận động quần chúng, là những người trực tiếp vận động các già làng phổ biến truyền dạy cho lớp trẻ âm nhạc truyền thống của người Bru Vân Kiều. Bên dọc sông Đại, tiếng sáo pi lại cất lên, réo rắt lòng người. Những nam thanh nữ tú Bru Vân Kiều lại nắm tay nhau trong vũ điệu truyền thống mềm mại và đầy hấp dẫn lôi cuốn. Bản Cổ Tràng, bản Khe Cát trở thành điểm sáng văn hóa giữa núi rừng Trường Sơn thanh thản. Đến đồn Làng Mô, nhóm làm phim ký sự Những Ngôi Sao Xanh may mắn được đồng hành cùng đội vũ trang kết hợp với đội trinh sát của đồn trong chiến tuần tra thường kỳ lên đường biên cột mốc. Đồn biên phòng Làng Mô được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 38 km tiếp giáp với nước bạn Lào. Trên đoạn biên giới này hiện có 16 mốc quốc giới đã được tôn tạo. Phải cùng đi với các anh như thế này, chúng tôi mới cảm nhận được một cách đầy đủ những gian lao vất vả, khó khăn mà người lính biên phòng phải đối mặt. Chỉ có tình yêu tổ quốc, quê hương, chỉ có lòng trung thành với dân, với đảng mới giúp người lính biên phòng có thêm sức mạnh, chân cứng đá mềm, để cây xanh thì mở lối, núi cao phải cúi đầu nhường bước cho người lính quân hàm xanh đồn biên phòng. Trên đường vận tải, nhóm phóng viên làm ký sự đã được nghe nhiều mẩu chuyện hấp dẫn đầy chất trinh thám về cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Làng Mô trong việc phát hiện xử lý người xâm nhập vùng biên trái phép, trong đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, kể cả các đối tượng trấn cướp có vũ trang lấy vùng rừng núi xã Trường Sơn làm địa bàn hoạt động. Động lại trong chúng tôi đằng sau mỗi câu chuyện là sự khâm phục về bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dũng cảm mưu trí của cán bộ chiến sĩ đội Làng Mô. Chiều muộn, chúng tôi trở về đồn. Sau nhiều ngày thâm nhập địa bàn cùng các đội công tác của đồn, bây giờ chúng tôi mới có thời gian nhìn ngắm cảnh quan xanh sạch đẹp của đơn vị. Tọa lạc trên đồi cao hướng về dòng sông Long Đài, đồn biên phòng Làng Mô thực sự là một pháo đài của thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Tham dự một buổi sinh hoạt độc báo với cán bộ chiến sĩ của đồn, chúng tôi càng thấm thía tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang. Yếu tố chính trị, tinh thần là cội nguồn sức mạnh của quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân, vì tổ quốc, quê hương mà chiến đấu. Trung tá Hồ Thanh Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Làng Mô khẳng định rằng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà nhà nước phong tặng cho đồn là kết tinh của quá trình xây dựng trưởng thành của đồn, đồng thời ghi nhận đóng góp của đồn trong thời kỳ đổi mới. Hai đồn trưởng cùng tên Hồ Thanh Sơn gánh vác trọng trách chỉ huy đồn ở những thời điểm khác nhau, với đặc điểm tình hình khác nhau. Nhưng một của ngày hôm qua và một của ngày hôm nay đều có chung ý chí, quyết tâm cùng tập thể cấp ủy, tập thể chỉ huy xây dựng đồn vững mạnh toàn diện. Thôn Long Sơn, vị trí đóng quân hiện tại của đồn biên phòng Làng Mô, đẹp như một phố thị biển Sơn Cước. Bức tranh xã biên giới Trường Sơn đang đổi thay từng ngày. Đồng bào các dân tộc nơi đây đang kề vai sát cánh cùng người lính biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, dựng xây cuộc sống thanh bình và ngày càng no ấm. Dòng Long Đại nên thơ và kỳ vĩ sẽ là chứng nhân của những trang mới
trong biên niên sử chiến đấu dựng xây và trưởng thành, đáng tự hào của đội biên phòng Lạc Môn.